rất là háo hức với quả si bốn đầu. Đây. Test luôn quả gọi là vạn sự như ý đây. Phải. Video là khắc chữ Việt mộc, chữ Việt mộc xong rồi làm thành cái biển luôn. À, cái này là để căn Z đúng không em? Z. Đây, có cái này quay tay hoặc là quay bằng trên máy tính được đúng không? Rồi. Nó chạm đến đấy tự lên luôn đúng không? Z trục Z. Không bị gãy dao như ở bên kia là quạch vậy. XY thì đương nhiên đây rồi. Đấy nó mới gia công được hai mặt chứ. Đấy, XY này, hai cái phát thoại lên này. Làm quả này. Này mà xưởng làm con này là uy tín luôn, hiểu không? Đang lấy mặt theo mặt bán hay mặt của tay ở quang. Phục vụ chính cho nhu cầu để anh em học tập là chính thôi. Anh em nào mà có nhu cầu học thêm về CNC chẳng hạn thì có điều kiện thực hành trực tiếp. Alo alo 1 2 3 4. Thêm quả CNC 4 đầu gia công 2 mặt nhá. Để phục vụ cho các bạn nào mà có nhu cầu học về CNC thì có điều kiện thực hành trực tiếp luôn. Đấy. Con này là cấu hình gọi là Max Option này. Nào review chi tiết tất cả mọi cái thì sẽ review cụ thể cho mọi người sau nhá. Hôm nay cho mọi người xem mông má em nó chạy trước như nào thôi. Đấy. Nhìn quả đế chân cao su này uy tín luôn. Đấy. Đây anh em nhìn tủ điện nó này. Tủ điện cao khoảng độ 1m70, mình cao 1m8 à. Xịn sò luôn nhá. Nhìn sạch sẽ gọn gàng to vật vã luôn. Đây là hệ thống điều chỉnh XYZ này. Cơ có và tự động trên màn hình máy tính có luôn. Đấy, chuột Logitech luôn. Đúng không? Nhìn đường ra chạy luôn đấy, đúng không? Nhìn đường ra chạy luôn. Nó xịn nó phải thế chứ. Con này nó có thêm cái tì phôi này. Tì phôi để cắt ván mỏng hoặc là chúng ta cắt nó không bị bay. Đấy. Trong kia thì là cưa bàn trượt này. Sau thì chỗ này sẽ lắp lên cái bàn đưa phôi tự động đấy. Nó gắp phôi ở đây này. Gắp phôi chỗ này, lắp cái bàn đây, nó kéo ra, cắt xong thì đẩy ra bàn bên kia. Bàn bên kia là bàn ra phôi băng tải. Rồi đưa qua cái máy dán cạnh bên kia. Đấy. Nhìn quả bốn đầu cái nhìn vào xưởng nhìn uy tín luôn. Đây cái này là dán cạnh 6 chức năng, tức là không có bo góc. Nhưng mà mình để dạy học cho nên là cũng không cần thiết lắm. Con CNC 4 đầu kia là thương hiệu Seeking các bạn nhé. Seeking luôn.
chống nhiễu hết này. Đây là máy hút chân không 7,5 kg. Đấy các bạn thấy chạy rất là êm. Hôm nào mình sẽ nói về cái việc hút khô và hút nước cái nào ưu điểm hơn các bạn nhé. Các bạn sau. Rồi. Bye bye các bạn nhé, hẹn gặp video gần nhất nhé.